Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh review về các sản phẩm về điện máy. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách đấu dây của như trước thì máy giặt cửa ngang hoặc máy giặt cửa đứng, một cách lắp đặt ống nước và đấu dây tiếp mát cho các dòng máy giặt cửa ngang và cửa đứng. Thì ở đây trên hình mình có các dòng như cửa ngang này, bên này là cửa đứng này. Đó. Thì ở đằng sau chiếc bất kỳ một chiếc máy giặt nào thì đều có những cái dây đường ống nắp ống nước và đường dây nước thải như thế này. Trường hợp mà những các cái model mà họ chưa có đấu cho mình cái đường ống nước và đường dây tiếp mà dây nước và dây nước thải như thế này thì họ sẽ chuẩn bị trong trong đồng giặt. Con nào có này, con nào nhỉ? Đây, ví dụ như dòng cửa đứng này, các cái dòng cửa đứng thì sẽ không có, các dòng cửa đứng thì ở bên trong thì có dây ống nước này và dây cấp nước này, thì các cái dây này sẽ chưa có nắp vào bên trong, nắp vào đằng sau của chiếc máy giặt. Đó. Các dòng cửa ngang thì hầu như là thương hiệu nào mọi người cũng bên nhà sản xuất cũng có lắp cho mọi người trước rồi. Đây, đều lắp ống nước, dây nước và ống nước cho mọi người trước rồi. Đó, trường hợp là chưa có thì mọi người bắt đúng vào. Ở đây có cái dây thoát nước thải này, và một đầu của nó là đầu dưới này, mọi người cắm vào. Còn đầu thoát nước thải ra này sẽ cắm ra nước, đầu nước ra. Còn đây là một dây cấp nước. Đây có một đầu cấp nước vào. Cái đầu này thì mọi người cắm vào vòi nước của nhà mình, cắm trực tiếp vào vòi, bắt vào vòi. Còn đầu còn lại thì lối lên trên của máy, xoáy vào đây là xong. Đó. Thì để sử dụng được chiếc máy giặt này thì mọi người đấu như vậy. Ở trên thân đằng sau máy giặt có mấy con chốt như thế này. Đây là những chiếc chốt đồng của máy giặt. Thì mọi người tháo cái con chốt này ra và bỏ nó đi, để cho lồng nó không, nó quay được bình thường. Chốt này là chốt lồng để trong quá trình vận chuyển nó tránh va đập lồng quay. Đó. Sau khi lắp đặt xong thì mọi người có thể cắm điện và sử dụng bình thường các cái chức năng ở trên bảng điều khiển như thế này. Rồi. Sau khi lắp đặt xong máy giặt thì một số dòng máy giặt cửa ngang hoặc cửa đứng hay xảy ra tình trạng cái dòng điện, một số máy để ẩm thấp chẳng hạn, dòng điện nó sẽ sinh ra và khi mình chạm vào máy giặt nó sẽ gây, nó sẽ xuất hiện những cái cảm giác tê giật. Dòng điện này rất là nhỏ thôi, nó không có ảnh hưởng gì đến con người cả. Và để tránh tình trạng mà bị tê giật như vậy, mọi người chuẩn bị cho mình thêm một cái dây tiếp mát để mọi người đấu vào đằng sau chiếc máy giặt. Ví dụ như các dòng máy giặt mà nó có chuẩn bị trước cho mọi người những cái dây tiếp mát như là dòng máy giặt của Aqua này, thì tất cả các dòng máy giặt của Aqua thì đều có cho mình. Cái lò đây em kích kho mà, lò vi sóng không anh? Em để kích kho mà. Thì đối với dòng máy giặt của Aqua đây, mọi người có thể để ý thấy ở đằng sau bất kỳ một chiếc máy giặt nào thì đều cũng có cho mọi người một cái một đoạn dây như vậy này. Cái dây này là dây tiếp mát này, một đầu dây nó cắm vào một con ốc ở trên đằng sau của máy giặt, và cái đầu dây còn lại này, mọi người đấu vào một cái đinh và cắm xuống mặt đất, cắm vào góc tường ấy, cắm vào góc tường. Thì như vậy khi xảy ra trường hợp tê giật thì cái dòng điện nó sẽ truyền xuống dưới đất, nên là mọi người không có bị tê giật. Đó, đây là dòng của Aqua, con nào cũng có chuẩn bị cho mọi người một cái đoạn dây ở đằng sau. Đây, đoạn dây này, ống nước và vòi nước thì đều đã bắt được rồi, mọi người chỉ cần cắm vào là nó lên thôi. Đó. Trường hợp mà các dòng máy giặt khác họ không có
không có chuẩn bị trước cái đoạn dây như vậy mà mọi người muốn đấu dây tiếp mát nối đất như vậy, thì ở đây trên thân của máy giặt đây, mọi người có thể tháo một con vít bất kỳ ở đây, hoặc là bắt qua đoạn sắt đây. Đó, tháo vít hoặc là luồn dây qua đây, luồn dây qua một đoạn nào ở trong máy giặt thì mình sẽ bắt dây tiếp mát đấu ở đây và một giờ dây sẽ chuyển xuống dưới đất. Như vậy cũng là đã đấu dây tiếp mát cho máy giặt rồi, tránh trường hợp xảy ra tê giật cho mọi người. Thì hầu như là các dòng cửa ngang thì có hay xảy ra hiện tượng như vậy hơn, còn dòng cửa đứng thì các thương hiệu khác, các thương hiệu thì đều chưa có cấp cho các bạn cái dây tiếp mát như vậy. Dòng của đấy, mọi người có thể chuẩn bị thêm rồi. Đó thì đấy là cái cách mà các bạn có thể tự nắp đặt máy giặt tại nhà và không cần đến thợ kỹ thuật. Các bạn có thể đấu trực tiếp máy giặt và dây tiếp mát tại nhà để sử dụng cách bình thường. Nếu mà trường hợp mà máy giặt có sự cố về đường ống nước hay là vòi nước thì mọi người có thể tự động thay thế được và sửa chữa được một cách bình thường, không cần nhờ đến nhân viên kỹ thuật xử lý. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.